Quý vị và các bạn đã từng xem thông tin về những căn nhà siêu nhỏ, chỉ từ 2 đến 3 mét vuông. Tuy nhiên đó chưa phải là những căn nhà nhỏ nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh còn tồn tại căn nhà chỉ có 1 mét vuông, điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Lối đi, cầu thang, sàn nhà. Tất cả chỉ gói gọn trong 1 mét vuông như thế này. Tuy nhiên, đây lại là nơi trú ngụ của gia đình bà Lê Thu Vân trong suốt 7 năm qua. Nghe em á, cho nó hồi giờ người ta bán nhà dưới mà tao không có tiền mua, thôi tao bay mua đi. Bà có quá gì cho tao mướn lợ. Thì nó nói vậy á, rồi nó về tôi xuống nó mua. Nó nói nó mua 300-400 gì đó không biết. Nó mua rồi, nó nói hồi giờ cho mướn lên tháng 600. Nhưng mà lấy được có 1 năm mà mấy năm nay không có lấy tiền trả nó nữa. Đã hơn 50 tuổi, lại thêm căn bệnh xương khớp. Hằng ngày bà Vân phải di chuyển lên xuống rất nhiều lần bằng cầu thang dựng đứng, xin tạm từ nhà hàng xóm. Trong nhà chỉ có những vật dụng đơn sơ đủ để đáp ứng cuộc sống cơ bản của bà Vân. Tất cả được gói ghém trong bao xếp chồng lên nhau. Để tận dụng tối đa diện tích, đồ chơi của cháu bà Vân còn được treo lơ lửng trên trần nhà. Một ngày nào cũng trôi qua, ngày nào cũng như ngày nấy vậy, không nghĩ tới. Những cô bán là ăn rồi mua đồ đạt vô cho con ăn uống này kia nọ thôi. Không nghĩ tới là hồi mơ mộng mà mình giàu có hơn ta mới ngày. Nhớ chứ nó đi nó lợi chứ nhìn lên những bằng ai thì nhìn xuống mình đỡ những người khác còn khổ hơn mình. Trước nhà là vỉa hè được bà Vân tận dụng buôn bán. Thu nhập gia đình đều trông chờ vào hàng nước tạm bợ này. Dưới những căn nhà lầu kế bên, nhà của bà Vân trở nên lọt thỏm. Căn nhà không ai tưởng tượng được bà và con gái có thể sinh sống trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng bà Vân không hề mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Với bà, lo được miếng cơm từng ngày là đủ lắm rồi.